Cuối giờ chiều này nắng nóng quá, nhưng mà thấy bảo là tối nay là có mưa rét này. Thì độ này các bác là trình bày, các bác là đang bị nghiện đi mua cây, múc cây cây đẹp và máu á. Tiền thì ít mà máu á. Đấy thì nhưng hôm nay đi một vòng quanh Hà Nội không mua được cây nào. Thôi về làm mấy cây này. Đầu tiên là tỉa cây si này. Cây si này nó vẫn còn chưa già nhưng mà tỉa được rồi. Và tí nữa làm cây lạc cây Nam Điền nữa. Và một số cái cây còn khá nhiều. Tuần rồi không đi chợ, cũng không quay được video nào mới. Thì về làm những cây ở sẵn trong vườn nhà nó rất là nhiều. Cây đang cần chờ mình làm mà các bác. Đấy, thì mở bán con này để cho nó sạch sẽ trước. Tí nữa lấy con kia sau. Con si, bé tí ti rồi. Nhiều bác cứ thấy thích thích cái phong cách này nhưng mà chưa có cảm nhận sâu, chưa dám sẵn sàng tiền ấy. Thế là mua bây giờ mua cây rất là khó. Mua cây rất là khó, cái đẹp nhá, tinh nhá. Người chơi là khôn tinh. Chứ mua mà cứ theo phong trào là vỡ mặt ấy.
Chào mừng các bác nhé. Trở lại để nhờ cho các bác xem. Đấy. Đây nhé, độ chắc chưa 10 phân. Chưa 10 phân. Đã thu bớt chi cành lại. Cái chỗ này thì sau chắc này phải thu ngắn lại. Thu ngắn lại. Dễ bệ đang phun ra rất là ghê gớm. Đấy, mặt này cứ mỗi mặt là một kiểu nhé. Mặt này yêu cục, mặt này nghệ thuật chiều sâu nhé. Đấy. Rất sâu cây nhé. Đấy. Đây này. Đây này để cho thấp tí nữa. Đây. Thấp lên đây. Đấy, còn này thì nghệ thuật rồi. Cứ la đà xuống thế này thôi. Đấy, ngọn này. Bỏ cái này đi rồi. Cứ giật thế thôi, cứ giật cục kịch thế thôi. Ừ.
mặt này đẹp hơn quá, nhìn đây, từ trên xuống rồi. Bệ chỗ này rất bệt, rất đẹp rồi. Đấy, toàn bộ là cốt chậu cũ này, hình vuông này. Sẽ có bảo, bác bảo là sao cắt sớm nhưng mà mình thích như vậy. Rồi. Rồi, chào bác nhé. Để sang cây sang.